Các cô gái đang xuống bản cắt cá nha mọi người. Các cô gái xuống bản cát cát. Xe khác bởi vì ở trên này mới được quyền đi bảng nhá. Chứ còn xe dưới Hà Nội, thứ nhất là tài xế không quen đường. Cái thứ hai đấy là ở trên này người ta làm nó có cái luật lệ riêng ha. Thế nên đây là mình sẽ đi một cái bản, nó gọi là bản cắt cát. Một cái bản tiêu biểu của người dân tộc Mông. Ở đấy là có nhà trình tường này, thác nước này, thủy điện Cát Cát được xây dựng từ năm 1926 để lấy cái điện phục vụ cho những người. Đó, vẫn có thể mua đấy. Đẹp quá ha. Cái đường này đẹp quá, đường này mấy nhà đẹp đẹp không à. Ờ. Ồ, cái đường này mấy nhà hàng đồ đẹp không à. Có tay lại rồi chưa con? Có nhiều rồi.